Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đã bắt đầu khởi động trên toàn cầu. Dẫu bức tranh chung có nhiều ẩn số nhưng các dấu hiệu hồi phục từ Mỹ đến châu Á đều đã xuất hiện trong bối cảnh sự tăng trưởng chậm lại so với 2 năm trước là điều không tránh khỏi. Có thể thấy mặc dù nền kinh tế còn khó khăn tại Việt Nam nhưng sự hồi phục của hoạt động sản xuất công nghiệp, dòng vốn FDI cùng với việc duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ đi kèm mặt bằng lãi suất giảm nhanh chóng đã hỗ trợ nhiều cho nền kinh tế Việt Nam trong quý 2 và quý 3. Sức mua tiêu dùng đã tạo điểm nhấn không chỉ đến từ sự quay trở lại của khách du lịch, nhiều mặt hàng không thiết yếu đã phát đi tín hiệu tạo đáy. Có thể kể đến ngành vận tải khi doanh số bán xe mặc dù sụt giảm trong quý 3 năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm so với cùng kỳ, tuy nhiên so với quý trước, doanh số của các hãng xe lớn bao gồm Toyota, Honda và Mercedes cho thấy một bức tranh trái chiều và có sự phục hồi trong đó. Doanh số bán xe máy và xe ô tô hạng sang đã cải thiện, trong khi doanh số ô tô phổ thông tiếp tục ảm đạm. Theo số liệu từ Honda, Toyota và Mercedes, doanh số bán xe cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ so với tháng 8 đối với cả xe máy và ô tô, đối với phân khúc phổ thông và cao cấp. Nhu cầu cải thiện khi tháng 7 âm lịch kết thúc từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 2023. Người tiêu dùng thường tránh mua sắm lớn trong tháng 7 âm lịch với quan niệm truyền thống rằng tháng này có thể đem lại điều không may mắn. Cụ thể, doanh số bán xe máy của Honda đã tăng 24% so với tháng 8, đạt 195.587 xe, nhưng vẫn giảm khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán xe Mercedes của HRAX tăng 76% so với tháng trước, đạt 109 xe, nhưng vẫn giảm khoảng 67% so với cùng kỳ. Doanh số bán ô tô của Honda và Toyota cũng tăng 24% so với tháng 8, đạt 6.850 xe, giảm 37% so với cùng kỳ. HRAX kỳ vọng doanh số bán xe sẽ hồi phục rõ ràng hơn vào cuối năm. Mặt bằng lãi suất đã giảm đáng kể khoảng 300 điểm cơ bản so với đầu năm sẽ tạo điều kiện cho người mua xe sử dụng tiền vay ngân hàng. Dựa trên những thông tin sau khi trao đổi với một số chuyên gia trong ngành, có khoảng 30-40% người mua ô tô sẽ sử dụng tiền vay ngân hàng. Ngoài ra, nhu cầu mua xe trong quý 4 năm 2023 được dự báo sẽ tích cực hơn vì chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực vào cuối năm, cộng với nhiều chương trình khuyến mãi đến từ các xe đang được tung ra. HRAX ưa thích 3 cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị. Cụ thể, chúng tôi khuyến nghị mua vào đối với VEA giá mục tiêu 45.000 đồng một cổ phiếu và HRAX giá mục tiêu 18.800 đồng một cổ phiếu, trong khi khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với DRC giá mục tiêu là 28.000 đồng một cổ phiếu. Tại tỷ giá hiện tại, HRAX thấy rằng giá cổ phiếu vẫn thấp hơn giá trị ở cả 3 công ty này trên cơ sở P/E trượt dự phóng 1 năm. Theo đó, HRAX khuyến nghị nhà đầu tư mua vào những cổ phiếu này dựa trên kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024. Lợi nhuận thuần dự báo tăng trưởng lần lượt là 84%, 44% và 8% đối với HRAX, DRC và VEA. Trong khi đó, lợi nhuận của VEA dự báo chỉ tăng trưởng khiêm tốn so với hai công ty còn lại, nhưng giá trị của công ty nằm ở dòng cổ tức tiền mặt bền vững. Lưu ý rằng VEA sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 là 3.734 đồng một cổ phiếu vào quý 4 năm 2023. Lợi suất cổ tức là 10%, trong khi lợi suất cổ tức dự báo dao động trong khoảng từ 12 đến 15% cho giai đoạn 2023-2025. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cơ hội đầu tư theo xu hướng, theo ngành và doanh nghiệp cụ thể, các quý nhà đầu tư có thể tham khảo các bản tin hàng ngày, các buổi livestream định kỳ và các buổi hội thảo online theo chuỗi C2C dành riêng cho quý nhà đầu tư của HRAX.